Sáng ngày 9 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam Phường Mò Trè tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Điêu Xin Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2022. Sơ kết công tác Hội nạn nhân chất độc da cam 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nạn nhân chất độc da cam Phường Mò Trè hiện có 97 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội trên địa bàn phường. Những năm qua, hội luôn thường xuyên theo dõi nắm chắc gia cảnh, hoàn cảnh của các hội viên để có kế hoạch chăm sóc được sát sao, kịp thời báo cáo với lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ. Hội thường xuyên quan tâm chăm lo sức khỏe cho các hội viên, đã tổ chức khám mắt miễn phí cho 24 hội viên, tổ chức cho hội viên đi tham quan du lịch, định hướng nhiệm vụ công tác hội trong 6 tháng cuối năm. Hội nạn nhân chất độc da cam phường Mò Trè tiếp tục thường xuyên quan tâm chăm lo động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, nắm chắc tình hình sức khỏe, hoàn cảnh của hội viên để có kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố tạo điều kiện giúp đỡ nạn nhân được kịp thời chu đáo. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Ngọc Điện ghi nhận và đánh giá cao Hội nạn nhân chất độc da cam điêu xin phường đã nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, làm cho nhiệm vụ Đảng nhân nước giao, biểu dương những tấm gương cán bộ người chăm sóc nạn nhân và các nạn nhân vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam điêu xin Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường đã tặng thưởng 97 xuất quà cho các hội viên.